để ông nằm ông ngủ tới chiều luôn. Đúng Đứng rồi, đây đấy được được chỉ đứng như đây là tập rồi đứng đây nằm chút xíu để hai thức nữa xong. Thứ hai nè, theo cũng đứng vậy đâu, thì cái Phật Phật con coi cái hình nó có quay không, lắc không, tiếng clip đó cho nó vô. Nếu thì nó giật giật đấy, có âm thanh, cái này không cần, có cái đúng 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 xanh là có âm thanh nè. Bây giờ cái thức thứ hai là cái đứng nó cũng giống vậy, đúng không nè, chuẩn bị xuống đứng dậy là hai tay nó xè ra, cái này không có quan tâm, cái này là cái mở đầu của thân bài tới đây nè, để ngón trỏ nó chỉa xuống, cái mình nhẹ không có gồng nhé, cái chỉa xuống nên kéo lên, nó căng từ từ lên. Lát mà ngồi nó sẽ thấy ngửa ngón tay nó mới thấy, kéo lên hồi nó căng hai bên nhón nhón luôn, là nhíu cái đít lên tới đây căng nhất là căng một, căng hai là nhích lên cái nó căng tới đây, căng ba tới đây, căng bốn tới đây, căng năm tới đây, đó là nếu người mà biết nữa là nhướng nó tay này, rồi lại căng một hai ba bốn năm, hít năm lần vậy xong mới thả xuống, một ba bốn năm sáu, thứ hai vậy em, hai tay nó nối vậy. Khi nhướng cái tay mà lên tới đây là hai cái đổ tay lớn, là hai cái đường tay nó giao nhau liền, em để cái tay này đứng lên lỡ coi, kéo kéo lên nó căng, khỏi cần gồng nhé, không cần phải dí xô như này, kéo lên thấy nó căng từ từ lên liền, eo oh, chứ không có lấy tay xô như hồi nãy cái ý mình, nó hay lắm, nó có kỹ thuật kéo lên tự nhiên nó căng như thế này, kéo nữa mình muốn lên đầu phải nhướng nó tay mình không có thì nó tới đây, thì là cái phần em tập thì sẽ tới đây thôi, tập sao nó qua đây thì mới tốt, tập từ từ nó sẽ lên đó, thì kéo lên hết cái, kéo lên nó tới cái cánh tay, kéo lên cánh tay trong, kéo lên tới ngoài, nhưng nhỉnh nó tay đứng dậy khoảng 5 hơi thở rồi thả ra cũng 5 hơi thở, một hai ba bốn năm, thức hai, còn thức ba lư lăng đứng dậy để xong, thức ba là cái tay úp đi. Bây giờ nhón lên, nhón để ý là đứng trên ngón cái và ngón trỏ thôi, rồi về cái kéo tay ra sau lưng cho cái bụng nó căng lên, thì cái từ dưới lên là một hai ba bốn, bụng cái hai con mắt phải cắn cắn răng thì nó lên cái trên, cái màu xanh lên cái trên, kéo lên sau là cái căng cái bụng, nó đứng dậy rồi xả một hai ba bốn, mục đích cái này là căng khúc giữa này, mà muốn tập cái này là cái bài này chính là con thú nó đi, nó đang đi ban ngày hoặc là con mèo đang trường theo đứng vậy, đang trường lên vậy là cái chữ này nó căng, thành nó người bự tử là cái trường vậy nó ựa lên, đứng trường thì cái tường giống con mèo nó nhủi nhủi lên đó, mà nhủi tới khi nào cái hai ngón chân nó chạm mặt đất, tại vì cái bài này thấy không, hai ngón chân nè, ngón chân cái với ngón này đó, thì khí nó mới chạy lên đây tích vô cái bao tử hết bệnh. Thì thường thường người ta mới tập không đứng trên cái ngón cái ngón trỏ được thì mới đứng trên tường đó, đứng em lại dài, tức là đứng còn thường thường đứng một một phút trở lên rồi mới xả ra, em tập thử coi cái đó hai ba xong tập.